Xin chào các bạn, video này giới thiệu tới các bạn chiếc bút cảm ứng MSI. Nó đặt ra một tiêu chuẩn mới cho việc phác họa, ghi chú và ký văn bản số trong công việc thường ngày của bạn. Bây giờ cùng mở hộp nhé. Bút có hai màu là màu xám và màu đen. Mở hộp bên trong có thân bút, dây cáp sạc, thêm một ngòi bút khác cỡ và giấy hướng dẫn nhanh. Bút sử dụng Bluetooth 5.1 và có ứng dụng để điều khiển. Điểm qua thông số kỹ thuật của bút cảm ứng MSI Pen nhé. Bút hỗ trợ công nghệ Microsoft MPP 2.0 mới nhất, có 4096 mức cảm ứng, có thể nhận diện cả nét nghiêng, tần số lấy mẫu 266Hz, nhận diện tín hiệu cả khi bút cách màn hình 8-10mm, sạc qua cổng USB chuẩn C, ngòi bút chỉ 1,3mm, trọng lượng 13,5g, thời lượng pin tối đa 65 giờ, và giá tham khảo khoảng $65. Từ những nét mảnh tinh tế cho tới những nét bút đậm cỡ lớn, cảm biến cao cấp trên bút sẽ mô phỏng lại chính xác vị trí, lực nhấn và độ nghiêng của ngòi bút, tính toán mọi yếu tố theo thời gian. Thực để đem lại trải nghiệm dùng bút cảm ứng cực kỳ chính xác và liền mạch. Sản phẩm đi kèm sẵn hai loại ngòi bút có thể thay đổi, một ngòi nhọn giống các loại bút kim và ngòi đầu tròn giống như bút sáp. Tất cả nhằm để giúp mô phỏng nhiều loại nét bút khác nhau trên một thiết bị siêu nhẹ với trọng lượng chỉ 13,5g. Trên đỉnh của bút có một nút bấm, chỉ cần bấm một lần để sang trang kế tiếp hoặc bấm hai lần để quay lại trang trước. Nút này có thể được tùy chỉnh để mở phần mềm hay ứng dụng bạn muốn. Giúp chiếc bút cảm ứng này cực kỳ linh hoạt trong quá trình sử dụng và đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau. Tùy chọn OneClick hoặc DoubleClick, người dùng có thể sử dụng bút để điều khiển bài thuyết trình hoặc lướt web từ xa một cách cực kỳ dễ dàng. Bút cảm ứng giúp nâng cao hiệu suất công việc của bạn bất kể dù bạn đang ở đâu. Với dung lượng pin lớn và thiết kế mạch pin mới, chiếc bút cảm ứng này có thể hoạt động trong tối đa 65 tiếng đồng hồ với mỗi lần sạc. Nó cũng là mẫu bút cảm ứng cho laptop đầu tiên hỗ trợ thông báo dung lượng pin còn lại cảnh báo khi sắp hết pin ngay trên hệ điều hành Windows. Theo dõi thời lượng pin một cách dễ dàng và trực quan, chỉ cần nhìn biểu tượng đèn LED trên taskbar với phần mềm quản lý độc quyền MSI Pen Control App, bạn có thể tùy chỉnh tính năng điều khiển từ xa hoặc dán nút tắt mở phần mềm theo ý muốn. Bút có thể đính vào laptop Summit nhờ lực hút nam châm, thuận tiện cho việc sử dụng và mang theo khi cần thiết. Thật sự là chiếc bút đáng mua phải không nào? Sắm ngay laptop cảm ứng để tận hưởng những sáng tạo từ chiếc bút này luôn thôi. Mark Review chúc các bạn vui vẻ, nhớ like và bấm theo dõi kênh để có nhiều thông tin công nghệ bổ ích nhé. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé.
và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.